sát hơn chút xíu là nhìn thấy đấy. Đó là những bạn cáo, cái lỗ tai rất là giống con dơi, gọi là cáo tai dơi. Em thương rồi nhìn thấy con này ấy. Cái bạn này rất là dễ thương và đáng yêu, nhưng lại rất là hơi nhát một chút xíu. Chạy. Rồi bạn lại chạy sang bên đó nữa rồi. Chạy sang rồi. Đây này. Ôi chạy mình đấy, trốn mình. Qua làm gì đâu, cứ ra ngó ngó. Chưa vào nhà hết rồi kìa. Hello. Ôi dạ, đến lúc mà chưa ở nhà tai cục xuống, phải không? Đây là kangaroo. Hello, it's me. Đi coi gì vì kangaroo to á. Cái con này con nhỏ mà, con non mà. Nó chưa lớn. Cái cao đến 2 mét. Đi thôi. Thấy ở trong chuồng của mình là chạy qua là chạy lại. Rất là vui, rất là nhìn thấy người đó. Cái luồng cuồng ấy, nó cứ luồng cuồng á. Nhìn rất là đáng yêu. Chạy đi chạy lại luôn. Ôi, tăng động thế. Ôi, tăng động thế. Cái bạn cáo tay dơi rất là dễ thương như thế thì chúng ta sẽ cùng xem có một vài bạn ở bên cái khu vực bên kia nó còn dễ thương hơn nữa, rất là nhỏ bé, rất là đáng yêu. Khi mà qua bên đó là chị và chị Hương thử xem đón xem đó là con gì nhé. Rồi chúng ta đi bên này nhé, bên này. Đi ra đây đi, còn bán kem nữa. Rồi nếu như mà lúc nãy mà có cái việc mà bán kem thì chắc là để chúng ta di chuyển theo hướng này đi. Có tiền không Will? Có tiền đó. Nhưng mà ăn kem rẻ tiền. Ăn kem Hàn Quốc dưa gang. Ăn nhìn kỹ đi. Hello. Cảm ơn hôm nay tất cả các bạn đã đến thăm vườn thú Safari để nhìn thấy chúng tớ đi qua đi lại. Sau này các bạn nhớ ghé thăm thú quốc và ghé thăm vườn thú nha. Đây là một cái hồ nước cũng khá là đẹp. Bán hết trơn nên là chúng ta sẽ đi thẳng. Ôi chỗ này thoáng thích quá này. Đi vào hồi nay ông đi chụp cho. Có. Vinh chụp hình. Không có ai bán. Ngon. Phá cửa và kính. Hồ này chắc mình có thả cá lên. Có thả cá. Và cả các bạn đây là hồ cá vịt, bạn thiên nghe. Nhưng mà vẫn chưa thả xuống. Có thả rồi. Các bạn đi chỗ ăn kia rồi. Đấy. Thiên nga đen. Đứng đây cậu gọi. Có nghĩa là chúng ta nên di chuyển sang một cái góc ở bên kia xem nó sẽ đẹp hơn. Đây có cái thuyền kia chắc là chơi những người ở đây đúng không? Đúng rồi. Ở bên đây cũng có đấy, chính vậy cho nên mới nói là các bạn ở bên cái góc bên này thì chúng ta ra giữa cái cây cầu á thì chúng ta sẽ quan sát được cả hai bên như thế này thì sẽ rất là đẹp. Bên kia thiên nga gì đó ở kia. Chụp giữa cầu không? Mọi người tặng ra. Đừng. Anh không đầu dáng nói mình chụp kìa. Này giữa cầu này.
chạy vòng tròn giống trên sân khấu đấy. Sau này em cũng phải diễn với camera kiểu nháy mắt đấy, tương tác tương tác. Đấy, thì ấn luôn là ở vị trí này thì sẽ rất là đẹp. Wow, đúng rồi. Đẹp quá nhỉ. Cái con này mỏ hồng đẹp nhỉ. Đấy, chúng ta vừa nhận được ở bên đây, chúng ta vừa quan sát được ở bên này. Hai bạn này mà chung đầu vào nhau thành cái tim ấy. Xem xem. Ôi, cái đám cưới hay thấy hình ảnh nhá. Nếu mà lúc sáng mà chúng ta đã từng quan sát được các bạn lần rừng châu Á thì bây giờ chúng ta sẽ được xem những bạn lần châu Phi thì ở ngay phía trước của chúng ta thôi. Ôi nhưng mà mình đi sáng nay mình đi không nhiều như chiều nay nhỉ. Ôi nhìn kìa, nằm như mấy khúc gỗ. Trông lúc em còn không biết đấy là rễ cây hay là con lợn cơ mà. Đi xuống nha, đi xuống nha. Ôi đứng dậy luôn. Thật như mày không ngộ ấy nhở. Yo, không biết là từ nãy các từ nãy đến giờ là các bạn đã xem cuộc thông quan của chúng ta như thế nào, mạng có tốt không, có mềm mượt và mướt xuyên suốt không. Mà đằng sau tất cả những frame hình xuyên suốt đó thì là cả một ekip đang đi đằng sau chúng ta. Và bây giờ Chi muốn giới thiệu cho tất cả các bạn những người trong ekip. Và có một người sẽ giải thích cho chúng ta nhiều hơn về Vinaphone 4G. Anh Hoàng ơi! Quay ra rất chậm. Anh có thể gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả đang xem trực tiếp không? Xin chào Kim Lê. Xin chào tất cả các bạn đang xem livestreaming kênh YouTube của Gia Quang TV. Thì hình như các bạn thấy đây là hệ thống livestreaming trực tiếp từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển ra Phú Quốc. Và như bình thường thì Gia Quang TV làm livestreaming đều phải sử dụng một đường cáp quang internet ổn định để cho hệ thống mạng đáp ứng được cái nhu cầu upload rất là lớn. Nhưng mà ngày hôm nay thì trong cái sự kiện đặc biệt, J1T phối hợp với Vinaphone làm live streaming lên YouTube với công nghệ 4G. Và như các bạn thấy là từ sáng đến giờ thì toàn bộ cái phần live streaming của chúng ta rất là mượt mà. Điều đó chứng tỏ là sức mạnh của mạng 4G rất là ổn định. Và hy vọng là trong thời gian tới khi mà mạng 4G được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc thì chúng ta người dùng sẽ được trải nghiệm sức mạnh rất là gọi là không giới hạn của 4G. Xin cảm ơn. Mượt quá đi. Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã hỗ trợ Vinaphone cũng như là bọn em ngày hôm nay ạ. Yo, và chúng ta sẽ xin thưa tất cả các bạn, đây là cái máy nổ. Anh quay vào trong cái màn hình thấy tín hiệu của mình hiện tại đang là good standing á. Và như mọi người có thể nghe thấy là cái âm thanh của máy phát điện, hiện tại chúng ta live streaming ở cái khu vực Safari của Phú Quốc thì không có điện cho nên phải mang máy phát ở đây. Và toàn bộ tất cả chúng ta live streaming hiện tại là không giới hạn về mặt không gian, địa lý. Bọn em nhìn thấy bọn em trong khung hình mà em không kiểm soát được cảm xúc ạ. Đi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Let's go. Cái này nó chạy rồi.
hôm đấy con lợn rừng thất đánh mùi lắm không phải? Thất bùn. Cả lợn bình thường thất bùn. Dạ, vừa nãy thì chú là chị mới vừa thấy livestream nó đang có diễn ra như thế nào. Quá đẹp. Xuất sắc. Ai mới đẹp xuất sắc? Yêu không có đẹp xuất sắc hả? Không. Sợ sợ. Chị đẹp xuất sắc. Yêu đẹp xuất sắc. Yêu đẹp xuất sắc. Chị đẹp xuất sắc. Không, phía trước không của Yêu và Chi thì còn những các bạn hô sao thì những bạn này mới là đẹp xuất sắc đây. Dạ. Chúng ta đang ở nơi không phải là địa bàn của chúng em. Các bạn thú thật đẹp xuất sắc. Ô, các bạn tò mò cơ. Bây giờ nhìn thấy là bắt đầu các bạn lại đưa cái sự tò mò rất là duyên dáng của các bạn về hướng chúng ta đó. Yêu quá kìa. Hello. Ô, đi lại kìa. Thường các loài thú vật có kỵ màu gì không anh? Cũng là tùy từng loài đúng không? Đúng rồi, đó là tùy từng loài. Chứ không hẳn là con nào nó cũng sẽ có kỵ những cái nào đó cả. Nên mình nhìn thấy những cái bạn hôi sáo rất là đáng yêu đông kìa. Đông quá kìa, còn một bầy đông quá kìa. Ôi đi ra. Ôi chạy à? Thấy mình cái chạy. Đâu đang diễu hành nè. Ra chỗ an toàn hơn. Yêu sao? Hay thấy trên TV nè. À, ngày xưa xem phim hoạt hình gì ấy. À, bạn con hiêu, Bambi, tưởng Bambo chứ không?